Rồi mình xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn anh em và mọi người đã xem video của mình. Rồi thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đi câu lưng sông. Hiện tại thì cũng mới lần quần tới điểm câu thôi mọi người ơi. Sông đây thì cũng gần nhà mình. Nước hôm nay rút trầm trọng luôn mọi người. Đó, rút khô hết luôn nè. Đó, bởi khi nước sông nó cao lên tới điểm này luôn. Bây giờ nó rút cạn luôn dưới đây luôn. Đó, thì hôm nay mình sẽ cố gắng đi dọc dọc qua mấy cái địa sông để mình tìm hang mình câu nha. Ở sông mà giờ rộng muốn như đục bình là nó biết dài hết rồi. Nhìn địa hình thì cũng được mọi người. Mấy hôm trước dọc dọc mấy cái lỗ này cá rô phi nổi lên quá trời nè. Hôm nay sao không thấy còn nổi mới nữa. Hôm bởi khi mấy bữa trước có nhiều anh em tập trung vào đầy câu cũng có cá, mà cá nhỏ. Thôi thì cái thiệu sơ về cái địa hình thì bây giờ mình sẽ đi dọc dọc mình tìm hang mình câu nha. Điểm sông đây thì lúc trước mình cũng có câu được nhiều lương lắm đấy, mà không biết là hôm nay ra sao đây, thấy nước có rút quá là sợ tìm không ra được cái hang nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm hang nha, có câu anh em mọi người xem luôn. Rồi dưới đây mình mới vừa tìm được một cái hang nè mọi người. Đó, ô hang đẹp nha, hang khủng mọi người ơi. Cứ lấy. Ôi, thế nước hay sao nó chào chào ta. Thì có đồng tính mọi người ơi. Mình thấy nước đang quằn quằn có đồng tính nè. Ui anh. Ui, được. Ôi, ngon người ơi. Ý mà mình thấy nó còn quằn là mình nghĩ rồi. Bao. Ui, lươn cá này ngon quá mọi người ơi. Có lý. Con này cũng hay là ăn cả hai lần rưỡi. Ngon đấy. Mấy cái hàng khủng ghê ta. Ăn chà bá mà lươn có bà lớn thôi. Rồi, để mình cho nó vào túi nha. Có lý mọi người ơi. Rồi, dưới đây mình mới vừa tìm được một cái hang nữa nè. Đó, hang đẹp nha mọi người nha. Này có lý ghê. Mấy hang tròn nhìn đá. Ui, lên. Lên nè. Ó, dứt. Lên này dứt rồi. Ui, trời, bung mất rồi mọi người ơi. Nó ngậm rất màu ra, nó bung thôi. Nè, lên lại nè. Ngậm vụ con màu ra, nó bung mất. Dặn dặn lại hấp dẫn vậy. Phào mà sao bây giờ anh chăm ấy. Rồi ăn nè. Giờ nó nuốt nè. Bao to. Ui. Mọi người ơi, cái bà lớn thôi. Cái bà lớn thôi. Cũng được mọi người. Cũng được. Có là vui rồi. Trời ơi, giá mà mình tưởng chắc lương cũng to lắm. Hồi cỡ đó cũng được. Ủa, mấy cái hang cũng đẹp ghê nha. Hang đẹp ghê mà con lương có ba lớn thôi.
Rồi để mình tìm hang tiếp nha. Rồi dưới đây có cái hang đây mọi người nè. Hang này thì nhỏ nhỏ thôi. Mình nhìn dưới có con ốc hết chưa. Thế nước có dần dần ơi lên lên lên. Dần lên nè. Ơ lên lên lên. Nhỏ mọi người ơi. Nhỏ nhỏ. Ui. Nhỏ mà anh lên 8 ngày cũng sướng hả. Nhỏ mọi người ơi, nhìn nuôi. Rồi. Nhỏ nhỏ gì mình bỏ vô cái hồ mình nuôi nha. Nó nhanh ăn lắm mọi người. Mình nuôi nó nhanh ăn mồi lắm. Lương nhỏ nó dạng hơn mấy lương lớn. Rồi, thì tiếp tục nha mọi người nha. Rồi dưới này mình mới vừa vạch được một cái hang. Hang cũng được mọi người ơi, nhưng mà chưa biết là sao đây. Nó cái đường hang thì nó nằm xéo xéo này. Xe thử nghe, có cái lỗ nhỏ xíu ấy, mình vạch xuống cái đường hang cũng được ghê. Ui ăn luôn, dứt. Đã mọi người ơi. Ui thả rồi. Vào lớn mà nó ngậm nó thả ra. Ui đây. Ui ngậm xé một bên rồi. Được được, con này được mọi người. Ngon quá mọi người, lượng vàng đá luôn à. Phát sau này táp phát sướng. Rồi quá ngon. Phát sau này táp phát đã nghe. Vàng, con nó vàng đã. Rồi nha các em. Mấy cái đường hang nữa. Nó có cái lỗ xíu xíu mọi người ơi. Mình vạch xuống đường hang to, chà bá luôn ấy. Này, chỗ đây là vòng vòng nó gốc tre. Gốc tre ngã nè. Rồi, ngon lành nha. Và ngon á. Đường cái này đều đều kéo. Đúng sướng. Còn nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ, kiếm mấy con nhỏ nhỏ về nuôi chứ còn. Đường cỡ này mới ngon nè. Vàng kìa. Rồi, để mình cho nó vào bao rồi mình tìm hàng tiếp nha. Nó lên tới đây à. Bụi tre đây nhiều mọi người ơi. Bụi tre không luôn. Rồi dưới đây mình vạch được hang nữa đây. Ôi lên lên lên. Ôi chú. Mọi người ơi, cái hang vậy mà con cua. Có khi này con cua ở dưới. Có khi này con cua trầy mận lương ở dưới không biết nữa. Có nhiều anh em bảo cái con cua trầy mận lương ở dưới đó. Ôi mà cua. Ôi nó nản luôn. Thì mình xe mạnh vào đi. Cố gắng xe mạnh đi. Ôi mà cua mọi người, không có lương đâu. Trời, cái hang vậy mà cua. Rồi để mình tiếp tục nha. Rồi dưới đây mình có tìm được một cái hang nè mọi người. Đó. Hiện tại thì mình thấy cái hang này nó có vo ốc ở dưới. Nó dần lên dần xuống mới thôi. Đó. Hang này cũng có lý lắm á nghe. Hút có mọi người. Nè, đã chưa? Hút lên hút xuống đã không?
bào to đang biết nha. Ồ lên, ui hợp dứt, ui có vẻ to mọi người ơi, ui có vẻ to đấy, riết được lắm á nghe. Cái gì mà nó sực sực chứ đâu biết nữa. Nó sực sực miết mọi người ơi. Chắc có lẽ mình phải banh ra một tí thôi. Mát dài mát nhỏ âm lâm này, không banh là ép nó là nó dính mỏng quá là tiêu luôn. Ui, nó giật đùi đùi. Ui ngon, dính mực dữ. Ui to lắm mọi người, to to. Ui con to mà nó vàng. Wow, nó vàng, con này nó vàng trắng 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 luôn nha. Ui đã mọi người ơi. À, gì nó giật đùi đùi nha. Nó giật đùi đùi thì đã mà. Rồi nó giật đùi đùi nha. Nó giật đùi đùi với hấp dẫn nha mọi người nha. Lương cỡ này ngon quá mọi người ơi. Này lương có lương điều điều đã nha. Ba con là điều điều đã. Còn hai nhỏ. Đây mọi người, cái đường hang nó nằm xì xì ở ngoài ấy chưa. Nó phải có một cái đường nằm trong ở đâu này này. Nó phải có một cái đường nằm trong đâu phía trong rồi này. Đây nè, khả năng cái đường nằm trong rồi này mọi người ơi. Nè. Khả năng cái đường nằm trong nó đây này. Nè, vỏ ốc quá trời nè. Vỏ ốc kia là nhiều lắm. Đó, cái đường nằm trong này, nó đi luồn ra ngoài nè. Nó có rút á, nó khô đi ra ngoài. Ui, ngon quá mọi người ơi. Đúng đã luôn. Rồi, để mình cho nó vào túi nha. Rồi, hôm nay thì nước sông nó cũng khô quá mọi người. Mình cũng cố gắng kiếm được mấy con. Lương hôm nay thì cũng có lương thì đều ngon lành nha. Mấy con? 5-6 con. Đó, hôm nay năm con được 5 con mọi người, có 2 con nhỏ, 2 lương nhỏ đi vì mình bỏ hồ nè, còn được 3 con to. Mấy con lương nhỏ vì mình rộng riêng nha mọi người nha, nên anh em là có muốn nuôi lương á thì mình rộng riêng ra, thì bao giờ lương nó khỏe rồi á, như mình có rộng mấy con nhỏ nhỏ nè, lương nó khỏe rồi đó, bắt đầu là mình mới cho nó vào cái hồ mình nuôi, lương bắt đầu nó ăn liền thôi. Chứ còn mình về mình cho vào hồ nuôi liền thì nó cũng khó lắm. Này chắc cũng được 6-7 lạng. Có bỏ đâu? Có. Vào bỏ thêm. Được 7 lạng 2. Được 7 lạng 2 mọi người. Cũng được. Rồi em cho nó ra hồ luôn. Bỏ vô. Rộng riêng mấy con nhỏ. Rồi lươn hôm nay cũng ngon ngon. Có được mấy con ngon. Mình rộng riêng mấy con nhỏ nha mọi người nha. Cái nó khỏe rồi có mình cho vào hồ. Đây mà hồ mình thì có gì anh em hỏi chỉ cách mình nuôi. Thật sự ra mình nuôi thì mình cũng nuôi cho vui thôi chứ mình cũng không có cái kinh nghiệm gì mọi người ơi. Rộng riêng lương nó khỏe rồi có mình bỏ vào thôi. Mình làm sơ sơ, mình có mấy cái cục tảng san hô này, mình bỏ vào đây cho nó nấp dưới đây thôi. Nè, nấp dưới đây nè. Nấp dưới đây nó đói mồi là mình cho là nó ăn thôi. Mình phấn nó lầy như coi. Này cho nó cũng nò, nó muốn lầy. Nò này nó ngáo cái đầu, nó lầy. Để mình lấy mồi mình cho nó ăn.
Hôm trước mình cũng làm cái video ngắn mình cho lươn nó ăn đó. Anh em mọi người xem cũng xem rồi. Lấy cái táp đã nè. Lươn mà nó khỏe rồi thì nó ăn mạnh lắm mọi người, nó ăn vui lắm. Ở trong này cái ống này là nó chứa một đống luôn này. Để mình nghiên cứu thử nha, cho lươn lớn nó nằm hết cả trong cái ống đó. Nó cũng chạm màng, còn mấy lươn nhỏ nó ăn liền thôi. Thôi thì hôm nay cũng được 5 con nha, có được 3 con to 2 con nhỏ thì thế là cũng vui rồi mọi người ơi. Rồi đến đây thì mình cũng kết thúc video, cảm ơn anh em và mọi người đã xem và ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye và hẹn gặp lại tất cả mọi người các video lần sau nha.